Chào mừng quý vị đến với tạp chí Ngân hàng trên kênh truyền hình FBNC. Và trong chương trình tuần này, chúng tôi mời quý vị cùng đón theo dõi các thông tin nổi bật sau. Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu tạm dừng chưa phân bổ 48.550 tỷ đồng cho hai ngân hàng chính sách. Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi lên 75 triệu đồng. Chính phủ thực hiện nhiều giải pháp để tiến tới một nền kinh tế phi tiền mặt vào năm 2020. Kính thưa quý vị, mới đây thì Chính phủ đã ban hành kế hoạch xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng và các công cụ cần thiết để tiến tới một nền kinh tế phi tiền mặt vào năm 2020. Theo kế hoạch vừa được Chính phủ ban hành, Việt Nam đang hướng tới việc giảm các giao dịch tiền mặt và hợp thức hóa các phương thức thanh toán điện tử. Các khu vực được Chính phủ đặt trọng tâm trong kế hoạch này bao gồm các siêu thị, các trung tâm mua sắm và các nhà phân phối. Mục tiêu của Việt Nam tại các khu vực này là giảm lượng giao dịch tiền mặt xuống dưới 10%. Bên cạnh đó, tỷ lệ sử dụng tiền mặt để thanh toán cho các dịch vụ tiện ích như điện, nước và viễn thông của các hộ gia đình thành thị giảm xuống dưới 50% và trên cả nước tỷ lệ này đã 30%. Đối với khu vực nông thôn, Chính phủ sẽ bước đầu tăng cường chương trình phát triển các dịch vụ tài chính và cải thiện khả năng tiếp cận với các dịch vụ tài chính cơ bản của người dân. Cùng với khu vực vùng sâu, vùng xa, mục tiêu của Chính phủ là tăng tỷ lệ người dân trên 15 tuổi sở hữu tài khoản ngân hàng lên tối thiểu là 70% vào năm 2020. Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu tạm dừng chưa phân bổ cụ thể số vốn 48.550 tỷ đồng cấp bù trên lệch lãi suất, chi phí quản lý và vốn điều lệ cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách Xã hội. Qua thẩm tra, Ủy ban Tài chính Ngân sách cho rằng việc đề xuất phân bổ vốn là cần thiết, nhưng việc khối lượng vốn dự kiến bố trí khá lớn, do vậy cần cân nhắc tính hợp lý, bảo đảm phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng thực tế và hiệu quả hoạt động của hai ngân hàng này trong thời gian qua, cũng như kế hoạch định hướng phát triển và cơ cấu vốn điều lệ của hai ngân hàng này trong thời gian tới. Ủy ban Tài chính Ngân sách đề nghị Chính phủ chỉ đạo báo cáo làm rõ sự cần thiết, căn cứ và phương án tính toán để đề xuất phần vốn dự kiến phân bổ đối với hai ngân hàng này thể hiện trong kế hoạch đầu tư công được phê duyệt cho trung hạn và hàng năm. Trước mắt, Ủy ban Tài chính Ngân sách tán thành việc đưa phần vốn này vào kế hoạch trung hạn, song chưa phân bổ cụ thể. Chính phủ sẽ xem xét phân bổ vốn sau khi đã tổng kết đánh giá cụ thể về mô hình, hiệu quả hoạt động và phê duyệt định hướng phát triển, kế hoạch bố trí vốn điều lệ trong trung hạn của hai ngân hàng, đảm bảo đủ căn cứ, cơ sở, điều kiện theo quy định. Kính thưa quý vị, là một nước còn chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, rủi ro, Việt Nam cũng như các nền kinh tế thành viên APEC cần có thêm các giải pháp tài chính cũng như tăng cường nhận thức, xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai. Đây là nhận định của các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới đưa ra tại Hội thảo Quốc tế Chính sách Tài chính và Bảo hiểm ứng phó với rủi ro thiên tai do Bộ Tài chính tổ chức. Trung bình hàng năm, Việt Nam có khoảng 750 người thiệt mạng do thiên tai, thiệt hại về kinh tế khoảng gần 1% GDP trong một năm. Theo Bộ Tài chính, hiện tại Việt Nam đang dùng một số nguồn kinh phí để cung cấp tài chính cho công tác ứng phó và phục hồi sau thiên tai. Tuy nhiên, hiện tất cả các cấp còn lệ thuộc nhiều vào ngân sách trung ương để trang trải chi phí khắc phục sau thiên tai. Quỹ phòng chống thiên tai được thành lập ở cấp tỉnh còn nhiều hạn chế nên không thể vận hành một cách đầy đủ. Trong khi đó, các công cụ chuyển giao rủi ro mang tính đổi mới vẫn còn ở giai đoạn sơ khai. Việt Nam chưa thực hiện nhiều các biện pháp chuyển giao rủi ro, do đó việc phối hợp xây dựng phát triển các hệ thống giải pháp tài chính mới về quản lý và chuyển giao rủi ro thiên tai là rất cần thiết. Ngân hàng Thế giới World Bank nhấn mạnh Việt Nam cần có chiến lược tài chính cụ thể ứng phó với rủi ro thiên tai, bao gồm ngân sách và ngoài ngân sách. Và World Bank sẵn sàng đồng hành hỗ trợ các cơ quan chính phủ của Việt Nam nâng cao hiệu quả hoạch định chiến lược, sử dụng nguồn tài chính đa dạng, phù hợp, ứng phó với rủi ro thiên tai, nâng cao khả năng chống chịu với rủi ro. Theo thông tin từ Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HORE, tại báo cáo định giá mới nhất về tình hình thị trường bất động sản, hiện lượng kiều hối hàng năm về nước khoảng từ 10 đến 13 tỷ đô la Mỹ trên một năm. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh đạt được 5 tỷ đô la Mỹ trong năm 2016 vừa qua, trong đó có khoảng 21% đầu tư vào thị trường bất động sản. Cũng theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HORE, kể từ cuối năm 2013 đến nay, thị trường bất động sản phục hồi và tăng trưởng mang tính tích cực. Trong các năm qua, thị trường bất động sản thường nằm trong top 3 hấp thụ nguồn vốn FDI, nhưng đang có dấu hiệu giảm trong năm 2016. Cụ thể, năm 2014 đạt 21,92 tỷ đô la Mỹ, trong đó 2,54 tỷ đô la Mỹ đầu tư vào bất động sản. Năm 2015 đạt 24,1 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 2,4 tỷ đô la Mỹ đầu tư vào bất động sản. 11 tháng đầu năm 2016 đạt 18,1 tỷ đô la Mỹ, trong đó chỉ có 740,9 triệu đô la Mỹ đầu tư vào bất động sản. Cũng theo HORE, giao dịch bất động sản 11 tháng đầu năm 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 14.000 giao dịch, giảm hơn 10% so với năm 2015.
tồn kho bất động sản cả nước còn khoảng 31.842 tỷ đồng, giảm 19.047 tỷ đồng so với năm 2015. Kính thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước vừa công bố dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm. Theo đó, nếu gửi tiền ở một tổ chức tín dụng bị phá sản, thì người gửi có thể nhận tối đa số tiền bảo hiểm là 75 triệu đồng, theo đề xuất của Ngân hàng Nhà nước. Theo quy định hiện hành thì hạn mức trả tiền bảo hiểm là số tiền tối đa mà tổ chức bảo hiểm tiền gửi trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm. Hiện số tiền bảo hiểm tối đa mà người gửi có thể nhận là 50 triệu đồng. Số tiền bảo hiểm này được trả cho cá nhân tham gia bảo hiểm tiền gửi với tất cả các khoản tiền gửi gồm cả gốc và lãi. Tiền gửi được bảo hiểm là tiền bằng Việt Nam đồng của cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh. Như vậy, sau hơn chục năm với nhiều ý kiến và đề xuất, việc nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi đã chính thức được đặt ra. Và thưa quý vị, kể từ ngày 15 tháng 3 tới, các công ty tài chính phải công bố quy định về mức lãi suất cho vay cao nhất, mức lãi suất cho vay thấp nhất đối với từng sản phẩm cho vay tiêu dùng. Đây là một trong những điểm mới được quy định tại thông tư số 43 vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành. Các công ty tài chính được cho vay bằng Việt Nam đồng đối với khách hàng cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu vốn mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng của khách hàng với tổng dư nợ không vượt quá 100 triệu đồng. Mức tổng dư nợ này không áp dụng cho vay tiêu dùng mua ô tô và sử dụng ô tô đó làm tài sản bảo đảm cho chính khoản vay theo quy định. Về lãi suất thì công ty tài chính được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, nhưng cần có khung lãi suất áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống, gồm mức lãi suất cao nhất và lãi suất cho vay thấp nhất đối với từng sản phẩm. Đồng thời, mỗi khi thay đổi lãi suất phải báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước. Đây là cơ sở để Ngân hàng Nhà nước nhìn nhận, đánh giá công ty tài chính và người dân cũng dễ dàng so sánh với lãi suất ngân hàng, nhằm hạn chế việc công ty tài chính đưa ra mức lãi suất quá cao. Vào ngày 23 tháng 2, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản về việc rà soát nhu cầu cho vay xử lý nợ bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền Trung, theo quyết định số 12 của Thủ tướng Chính phủ. Việc triển khai chính sách tín dụng xử lý nợ này phù hợp với thực tế của địa phương, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại nhà nước rà soát, tổng hợp và báo cáo Ngân hàng Nhà nước về số tiền dự kiến cho vay, khoanh nợ, số tiền lãi cần được cấp bù tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế làm đầu mối chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn rà soát tổng hợp và báo cáo Ngân hàng Nhà nước về số tiền dự kiến thực hiện khoanh nợ, số tiền lãi cần được cấp bù trước ngày 8 tháng 3 năm 2017. Căn cứ kết quả rà soát của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính sớm có hướng dẫn cụ thể để triển khai các chính sách cho vay, xử lý nợ đối với người dân bị thiệt hại do sự cố môi trường tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Và mỗi tuần một con số trong tạp chí Ngân hàng tuần này, chúng tôi muốn đề cập đến con số hơn 7,8 tỷ đô la Mỹ. Đây là khoản tiền mà chương trình tài trợ thương mại TFB của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đã cung cấp cho Việt Nam từ năm 2009 tới nay, và phần lớn ngân sách tài trợ được dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tính đến nay, chương trình này đã cung cấp hơn 7,8 tỷ đô la Mỹ cho hơn 5.200 giao dịch thương mại tại Việt Nam. Hiện chương trình tài trợ thương mại của ADB đang hợp tác với một số ngân hàng lớn và uy tín tại Việt Nam nhằm hỗ trợ tài chính thương mại thông qua các khoản bảo đảm hay tài trợ trực tiếp. Chỉ tính riêng trong vòng một năm qua thì chương trình TFB đã hỗ trợ 25 giao dịch tại Việt Nam với tổng giá trị trên 160 triệu đô la Mỹ. Để được ADB cấp hạn mức, các ngân hàng phải đáp ứng được các tiêu chí mà ADB đặt ra như hoạt động hiệu quả và lành mạnh, quản trị rủi ro tốt, thông tin minh bạch, định hướng phát triển rõ ràng, đội ngũ lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược. Và trong năm nay thì ADB sẽ hợp tác cùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB để thực hiện các giao dịch tài trợ thương mại của SHB, nâng tổng giá trị các giao dịch mà SHB có thể sử dụng nguồn vốn tài trợ để cho vay giao dịch xuất nhập khẩu tại một thời điểm lên tới 150 triệu đô la Mỹ. Và thưa quý vị, như thường lệ, phần cuối của tin tức trong nước ngày hôm nay sẽ là các tin vắn đáng chú ý liên quan đến lĩnh vực ngân hàng. Công ty quản lý tài sản VAMC dự kiến trong năm 2017, VAMC sẽ mua khoảng 25.000 tỷ đồng nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt và tập trung xử lý khoảng 33.000 tỷ đồng. Trong đó, VAMC sẽ tập trung vào tái cơ cấu lại nợ, xử lý phân loại để phát mại tài sản và thu hồi nợ. Bên cạnh đó, VAMC cũng xác định trong năm nay sẽ phối hợp với các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước để sớm trình Chính phủ và Quốc hội đề án cơ cấu và xử lý nợ xấu để tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động.
Đề án này sẽ tập trung vào nâng cao năng lực thực sự của VAMC từ nguồn lực về vốn, công nghệ và con người để đảm bảo VAMC là trung tâm trong thị trường mua bán nợ, vì hiện khối lượng nợ xấu tại đây đang quản lý rất lớn. Theo thông tư 13 quy định quản lý thu chi bằng tiền mặt qua hệ thống kho bạc nhà nước do Bộ Tài chính ban hành, kể từ ngày 1 tháng 4 tới đây, các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có nhu cầu rút tiền mặt trong một ngày vượt mức từ 100 triệu đồng trở lên khi thực hiện giao dịch với kho bạc nhà nước cấp huyện và 200 triệu đồng trở lên khi thực hiện giao dịch với kho bạc nhà nước cấp tỉnh thì phải đăng ký với kho bạc nhà nước. Các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước đăng ký nhu cầu rút tiền mặt cho từng ngày thanh toán hoặc đăng ký cho nhiều ngày thanh toán khác nhau và nêu rõ số lượng và thời điểm rút tiền mặt tại từng ngày thanh toán. Cuối ngày, cán bộ kho bạc nhà nước nhận đăng ký rút tiền mặt của các đơn vị tổng hợp, báo cáo giám đốc kho bạc nhà nước, đồng thời thông báo số lượng và thời gian dự kiến rút tiền mặt tại ngân hàng cho ngân hàng thương mại nơi kho bạc nhà nước mở tài khoản. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 4 2017. Hội đồng đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý quỹ ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam Vietinbank Capital vừa công bố nghị quyết thông qua phương án đầu tư và kinh doanh trái phiếu ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank với số lượng mua tối đa là 3,5 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng một trái phiếu. Đây là loại trái phiếu kỳ hạn 5 năm một ngày, phát hành ngày 15 tháng 12 2016. Lãi suất năm đầu tiên là 9,18%, các năm tiếp theo được tính theo lãi suất tiền gửi cá nhân 12 tháng, trả lãi sau của 4 ngân hàng BIDV, Vietcombank, Vietinbank và Agribank, cộng thêm biên độ 2,5% một năm. Công ty này sẽ thực hiện mua khi tìm được đối tác bán phù hợp với mức giá mua dự kiến, bắt đầu trong tháng 2 2017. Phương thức giao dịch thông qua hợp đồng mua bán trái phiếu thứ cấp. Nguồn vốn đầu tư lấy từ vốn chủ sở hữu hoặc nguồn vốn tái cơ cấu ngắn hạn chính trái phiếu VPBank nói trên. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần 1 của tạp chí ngân hàng tuần này trên kênh truyền hình FBNC. Chúng tôi mời quý vị cùng tiếp tục đón theo dõi phần tiếp theo của chương trình với các thông tin đáng chú ý sau. Các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục duy trì chương trình nới lỏng tiền tệ. Điểm qua một số chính sách mới của ngành ngân hàng trong tuần vừa qua.